Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước cho biết kể từ ngày 28 tháng 8, tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt từ 80% chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước đã thông báo đầu năm sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng dựa trên cơ sở điểm xếp hạng. Vì điều chỉnh này được cho là linh hoạt, kịp thời khi kết quả tăng trưởng tín dụng thời gian qua bị thấp so với chỉ tiêu đề ra. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng ở mức khoảng 15%. Tuy nhiên, đến ngày 26 tháng 8, tín dụng toàn hệ thống mới chỉ tăng 6,63% so với cuối năm 2023, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu định hướng đầu năm, và mức tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng cũng không đồng đều. Nguyên nhân được cho là do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn chậm và lãi suất cho vay tuy đã giảm khá nhiều nhưng vẫn còn cao so với sức khỏe của các doanh nghiệp. Cái mức độ tăng trưởng về tín dụng đó nó không như kỳ vọng ban đầu của mình. Thứ nhất là chúng ta phải đánh giá là và mặt bằng chung mang tính chất khách quan, đó là về việc suy giảm của nền kinh tế chung của toàn cầu. Thế thứ hai là tôi có thể cá nhân, ở góc độ cá nhân có thể tăng chi tiêu tiêu dùng của mình lên. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta đang có sự suy giảm chung của tổng cầu mà, cho nên từ đó nó cũng sẽ tác động lên cái cầu tín dụng trong nước của mình. Việc Ngân hàng Nhà nước chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng lần này được cho là kịp thời, đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Điều chỉnh cái hạn mức tín dụng cho các tổ chức tín dụng có tăng trưởng tín dụng tốt thì nó là tạo cho các tổ chức tín dụng là chủ động trong cái quá trình sử dụng vốn của mình. Điều đó nó không chỉ là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi vốn tín dụng ngân hàng và còn mở ra cái tính chủ động cho các ngân hàng thương mại tăng trưởng và tín dụng trong những tháng còn lại của năm. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 15%, từ nay tới cuối năm 2024, các tổ chức tín dụng cần phải bơm hơn 1 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế. Đây là thách thức không hề nhỏ, đòi hỏi ngành ngân hàng cần có nhiều giải pháp. Chúng tôi làm tốt chính sách, nhưng mà mặt khác thì tập trung các cái giải pháp là hỗ trợ cho doanh nghiệp, mà cái chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai thực hiện và hỗ trợ cho thị trường thì tập trung vốn cho 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, các nhóm ngành là động lực tăng trưởng kinh tế thì hoàn toàn sẽ là các cái giải pháp từ chính sách đến triển khai thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng dụng. Mình cần phải nghĩ tới câu chuyện là mình phải có những cái mồi lửa tại những cái thị trường trong nước khác nhau để mình tăng cái tổng cầu cho cả nền kinh tế của mình. Thì từ đó nó sẽ kích thích cho cái nhu cầu vay vốn của cá nhân cũng như của doanh nghiệp. Cái thứ nữa là mình cần phải quan tâm tới cái lĩnh vực giải ngân đầu tư công đó. Vì đây chính là những cái mồi lửa lớn để nó giúp kích thích và tăng sức mua cho cái nền kinh tế của mình. Theo các chuyên gia, ngay cả trường hợp dù có đạt thấp hơn mục tiêu 15% cũng không quá đáng ngại, mà quan trọng nhất là tạo được dòng vốn chảy mạnh vào sản xuất kinh doanh, không nên đánh đổi an toàn hệ thống để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá, nhất là khi nợ xấu vẫn đang là nỗi lo trực chờ đối với hệ thống ngân hàng.